Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trách nghiệm.vn Phần mềm này phi lợi nhuận Phần mềm hỗ trợ các bạn ôn kiến thức học câu hỏi trách nghiệm Để các bạn dự thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức Các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức Các bạn ôn tập dự thi tuyển công chức tuyển viên chức Các bạn à, tham gia lớp học bồi dưỡng à, ngạch chuyên viên các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu quyết định 3309 của Học viện Hành chính Quốc gia. Các bạn tham gia học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính. Các bạn học câu hỏi trắc nghiệm theo quyết định 3304 của Học viện Hành chính Quốc gia. Các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Các bạn kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc ba để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. À, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời à, cho các tài liệu ôn tập môn kiến thức chung à, dùng cho kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai có đưa ra một cái đề cương để ôn tập à, môn kiến thức chung thì à, các bạn thấy làm như thế nào đó để mình ôn tập được tốt cái môn này thì cái phương pháp học như thế nào hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, ôn tập dự tuyển công chức cấp xã của thành phố lào cai à, đó các bạn thấy này. thì cái chuyên đề thứ nhất là hệ thống chính trị ở việt nam thì sẽ học như thế nào trong cái tài liệu này thì phương pháp sẽ học như sau à, các bạn phải học à, theo cái phương pháp hiểu nội dung và có phương pháp tư duy để làm câu hỏi trắc nghiệm ví dụ phương pháp nhận biết phương pháp à, à, tư duy loại trừ à, rồi phương pháp căn cứ vào tài liệu đó thì đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo cũng thấy rằng học sinh à, phải học à, theo cái phương pháp À, để làm câu hỏi trắc nghiệm là phải hiểu nội dung. Để kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề cử gì các bạn cũng làm được. Các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi. Các bạn học để có kiến thức khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn. Đó là cái mục đích chính như vậy. Thế, à, thế thì như thế nào là đúng là căn cứ vào nội dung của tài liệu. À, như thế nào là sai là căn cứ với vào tài liệu nội dung đó nó sai với tài liệu hoặc nội dung đó không có trong tài liệu thì các bạn thấy à, trong cái giới thiệu giới hạn chương trình ôn à, về môn kiến thức chung ôn tập tuyển công chức cấp xã của thành phố Lào Cai thì nó rất nhiều tài liệu đây à, vì vậy à, chúng ta phải phân rã cái tài liệu ra làm nhiều ý nhỏ mỗi một ý nhỏ là giải quyết một câu hỏi trắc nghiệm thì từ khi học câu hỏi trắc nghiệm các bạn sẽ hiểu được cái tài liệu này có hai cách học một là các bạn đọc toàn văn À, cái giới hạn chương trình ôn này thì sau đó các bạn làm câu hỏi trắc nghiệm thì cái này là nó nó hơi hơi trừu tượng hơi mênh mông thì phương pháp thứ hai là các bạn học là căn cứ vào câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi đó căn cứ vào đâu thì các bạn mở cái tài liệu lên thì nó chia lớp mất màn hình rồi thì cái tài liệu này các bạn đã có rồi các bạn lưu vào máy tính của các bạn các bạn mở cái file lên các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ điều kiện cửa sổ nó thu nhỏ xuống còn file câu hỏi các bạn đăng nhập vào phần mềm các bạn tải cái file câu hỏi trắc nghiệm này thì trong phần mềm thầy up cái câu hỏi trắc nghiệm này lên các bạn tải xuống thì các bạn lưu vào máy tính của các bạn thì các bạn cũng có một cái file câu hỏi trắc nghiệm sau các bạn mở cái file câu hỏi trắc nghiệm này lên và à, mở cái file à, về ôn tập kiến thức chung à, giới hạn ôn môn kiến thức chung như vậy chúng ta vừa học câu hỏi trách nhiệm vừa đọc uh, cái tài liệu về, về ôn môn kiến thức chung của thành phố lào cai yêu cầu các bạn phải học thí dụ như các bạn mà tải được cái file này trên phần mềm của thầy rồi thì các bạn bắt đầu đọc câu hỏi này thì câu hỏi thứ nhất hệ thống chính trị là gì thì đây chính là hỏi về cái định nghĩa hay là là là, là hay là một cái giải thích từ ngữ hay là một cái khái niệm thì có phương án a b c d thì căn cứ vào đâu phương án lại đúng thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến các bạn đọc à, chuyên đề 1, hệ thống chính trị Việt Nam rồi định nghĩa hệ thống chính trị thì trong đó các bạn à, có thể định nghĩa hệ thống chính trị là à, nội dung ở đây thì các bạn đối chiếu phương án với cái định nghĩa này à, cái loại câu giải thích từ ngữ thì đương nhiên cái định nghĩa tương đối dài trong cái cái câu này là hệ thống chính trị sau đó các bạn đối chiếu vào đây thì phương án A là phương án nội dung đúng. Vì sao BC lại chưa đúng? Đó, thì các bạn thấy BC ở đây chẳng hạn nó là một phương án nằm trong phương án A. À, ví dụ như thế. Cho nên chúng ta chọn phương án A nó bao gồm cả phương án B và phương án C. Để đây là loại câu như thế. Còn phương án D thì cái nội dung nó sai hoàn toàn rồi. Đó thì nội dung là sai là tổ hợp các đảng phái chính trị thì cái cụm từ này nó sai trên phương án d bị loại trừ à, bc nó nằm trong phương án a thì chúng ta phải chọn phương án a nó đầy đủ hơn phương án b và phương án c đây là loại câu giải thích từ ngữ cái phương pháp làm là các bạn để ý như vậy à, sang cái câu thứ hai là tiểu hệ thống à, chính trị đấy tiểu hệ thống chính trị gồm thì các bạn để ý tiểu hệ thống chính trị gồm À, gồm à, A, B, C thì chúng ta, A đúng B đúng C đúng thì loại câu này các bạn phải chọn cả ba phương án vì sao nó đúng thì các bạn lại kể, mở cái file này lên thì các bạn để ý là à, các bạn đọc cái 1.2, các tiểu hệ thống chính trị gồm à, A, B, C, D đây là các thể à, các thể chế chính trị này các quan hệ chính trị này à, các cơ chế hoạt động này các nguyên tắc vận hành này. Thì ở đây các bạn đối chiếu vào đây. Thì các bạn thấy phương án A à, cũng là một trong cái tiểu hệ thống chính trị. Rồi phương án B cũng là một trong những à, tiểu hệ thống chính trị. Phương án C cũng là một trong những tiểu hệ thống chính trị. Cho nên A, B, C đều đúng à, như trong tài liệu. Cho nên các bạn phải chọn cả ba phương án. À, khi đó các bạn đọc các bạn thấy có loại câu định lượng là hệ thống chính trị gồm bốn bộ phận chủ yếu thì đây chính là nói lên cái định lượng này à, thì các bạn phải ghi nhớ con số này để làm cái câu định lượng à, thí dụ à, câu 3 đây là hệ thống chính trị gồm bao nhiêu à, bộ phận chủ yếu thì phương án a là ba bộ phận chủ yếu phương án b là bốn bộ phận chủ yếu phương án c năm bộ phận chủ yếu phương án d sáu bộ phận chủ yếu thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ vào 1.2 cấu trúc của hệ thống chính trị thì các bạn thấy là như vậy hệ thống chính trị sẽ gồm bốn bộ phận chủ yếu thì phương án đúng ở đây là phương án B bốn bộ phận chủ yếu của các bạn chú ý này à, tương tự như vậy à, các bạn à, đọc à, đâu là bộ phận chủ yếu của hệ thống chính trị thì à, như vậy bộ phận chủ yếu chính trị gồm bốn à, bộ phận chủ yếu thì tôi vừa giới thiệu với các bạn thì phương án A B C À, đều là à, các bộ phận chủ yếu của hệ thống chính trị cho nên các bạn chọn phương án d cả ba phương án à, rồi đến à, các bạn đọc là à, một trong những đặc điểm một số đặc điểm của hệ thống chính trị việt nam thì câu hỏi đưa ra là đâu là phương án đúng à, đâu là phương án đúng hay ở đây là đâu là đặc điểm à, của hệ thống chính trị việt nam đó thì ở đây à, có hai cách hỏi đâu là phương án đúng hay là đâu là à, Đâu là hệ Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam Đó Thì có thể đưa ra cái câu này Để các bạn thấy Đâu là đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam Thì để giải quyết câu hỏi này Là tình huống đặt ra Thì các bạn phải căn cứ vào đâu Thì các bạn lại mở file lên để Các bạn đọc à, thì là Mục à, 1.3 Thì một số đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam Thì căn cứ vào mục 1.3 thì các bạn đọc cái mục ba này thì căn cứ vào tình huống đặt ra đấy kinh nghiệm dạy đại học thì giáo thấy rằng đưa ra một tình huống là một câu hỏi này đâu là đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam phương án A hệ thống chính trị nước ta vừa mang tính chất phổ biến vừa mang tính chất đặc thù phương án B hệ thống chính trị nước ta cơ bản được tổ chức giống hệ thống chính trị của nhiều nước trên thế giới phương án C hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo À, như vậy A, B, C thì các bạn đọc ở đây đều là à, nằm trong cái hệ thống chính trị là nằm trong một số đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam. Suy ra phương án D, cả ba phương án đều đúng. Đó thì các bạn chọn cả ba phương án. Như vậy A, B, C đều là đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam. Thì có ấy đâu mà. Thì ở đây các bạn chọn cả ba phương án. À, câu hỏi tiếp theo là đặc điểm đặc sắc Nổi bật nhất của hệ thống chính trị Việt Nam Do ai lãnh đạo Thì phương án A Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Phương án B Do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo à, Phương án à, C Là do Quốc hội và Nhà nước lãnh đạo Đó Thì các bạn để ý ở đây Thì hỏi là à, Ai lãnh đạo Đó Thì các bạn thấy là Phương án A Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Phương án B Do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Phương án C là do Quốc hội, nhà nước, lãnh đạo phương án D là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo à do Quốc hội à do Đảng Cộng sản Việt Nam này, giá trị thứ nhất này. Rồi giá trị thứ hai Quốc hội này, giá trị thứ ba nhà nước này, giá trị thứ tư do chính phủ. Như vậy phương án D là Đảng Cộng sản Việt Nam này, Quốc hội, nhà nước, chính phủ lãnh đạo. Thì trong bốn phương án này vì sao lại chọn phương án A là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo? thì phương án này các bạn không không hiểu bài thì các bạn dễ nhầm tưởng phương án D Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nhà nước chính phủ Đình đạo đó thì các bạn dễ dễ nhầm tưởng sang phương án D thì căn cứ vào đâu để trả lời câu hỏi đặc sắc điểm đặc sắc nổi bật nhất của hệ thống chính trị Việt Nam do ai đình đạo thì các bạn lại mở cái file à, tài liệu ôn tập môn kiến thức chung lên thì hệ thống chính trị Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có phân tích ý này tính đặc thù này được quy định bởi vai trò vị trí khả năng lãnh đạo và uy tín lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam từ khi lãnh đạo và trong quá trình cứu nước giải phóng dân tộc cũng như trong điều kiện à, hiện tại chúng ta đang thực hiện thành công công cuộc đổi mới đó thì các các bạn để ý đây là phải do à, đảng à, đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị Việt Nam do ai lãnh đạo À, đây là cái điểm đặc sắc nhất Của hệ thống chính trị Việt Nam Đó, Các bạn phải chú ý Đây là điểm đặc sắc nhất ấy, à, Của hệ thống chính trị Việt Nam Là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Đó, Chúng ta thấy có câu 6 Chúng ta giải quyết như vậy à, Các câu hoàn toàn Các bạn à, tra tài liệu tương tự như vậy Tôi sẽ giải thích ở đây Câu 7 là Việt Nam à, Các tổ chức chính trị Xã hội okay các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam, đó chúng ta để ý ở đây là chúng ta để ý là của Việt Nam, đó. thì đều do ai lãnh đạo, đó thì đây là các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam, đó. thì là do ai lãnh đạo, đó. đây là một tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu thì các bạn cũng mở cái file này lên như vậy các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam đều do ai tổ chức rèn luyện. À, À, trở thành à, trở thành tổ chức quần chúng tổ chức quần chúng cơ sở chính trị của đảng à, phương án A là Đảng Cộng sản Việt Nam phương án B là Chủ tịch Hồ Chí Minh phương án D là Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nhà nước Chính phủ phương án D là cả ba phương án như vậy à, căn cứ và tài liệu ở đây các tổ chức chính trị sau của Việt Nam đều được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rèn luyện trở thành tổ chức quần chúng, cơ sở chính trị xã hội của Đảng. Đó, các bạn phải chọn phương án A. Rồi sang cái mục 1.4 thì các bạn để ý hệ thống trị Việt Nam gồm có tổ chức nào? Thì đây là loại câu các bạn cần phải nhận biết đây này. Là hệ thống chính trị Việt Nam gồm tổ chức nào? Phương án A, Đảng Cộng sản Việt Nam, phương án B, nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, phương án C, mặt trận tổ quốc và các tổ và các tổ chức thành viên. Thì như vậy, căn cứ và tài liệu thì các bạn phải chọn cả 3 phương án. Như vậy, hệ thống chính trị Việt Nam gồm à, các tổ chức sau đây. Tổ chức thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức thứ hai là Nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức thứ ba là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đó, để đấy các bạn phải hiểu cái câu này là như vậy. À, à, các bạn để ý à, các câu tiếp theo. Đó... À, các câu tiếp theo các bạn đăng nhập phần mềm để đăng đăng để à, tại cái file này các bạn học thôi. Tình huống đặt ra ở đây tiếp theo nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam à, đặt dưới sự lãnh đạo của ai? Thì các bạn thấy à, các bạn đã có dữ liệu rồi thì đến đây các bạn chọn được ngay là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương án B, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phương án C, Đảng Cộng sản Việt Nam, à, quốc hội nhà nước chính phủ thì các bạn chú ý các bạn dễ nhầm trong phương án C vì sao phương án C lại sai à, có bốn giá trị thì lại sai à, có đảng cộng sản Việt Nam thì đúng này nhưng mà quốc hội nhà nước chính phủ nó sai nó không có trong tài liệu phương án có nhiều giá trị thì có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai cho nên khi có một phương án sai thì chúng ta loại trừ được cả ba phương án Đó, các bạn chú ý như vậy rồi các bạn sẽ nhận diện ra cái câu hỏi loại câu hỏi nhận biết là cơ quan trong bộ máy nhà nước gồm phương án A Quốc hội chủ tịch nước chính phủ phương án B tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân phương án C chính quyền địa phương rồi hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp thì căn cứ vào tài liệu thì ở đây à, chính là cả 3 phương án Đó. À, câu hỏi tiếp theo là hội đồng nhân dân các cấp ủy ban nhân dân các cấp thì ở đây là à, chúng ta để ý là chính quyền địa phương là gồm phương án A hội đồng nhân dân các cấp phương án B tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân phương án C hội đồng nhân dân các cấp ủy ban nhân dân các cấp à, phương án D ủy ban nhân dân các cấp như vậy theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương gồm có ủy ban nhân dân các cấp và hội đồng nhân dân các cấp thì các bạn phải chọn phương án C căn cứ vào luật tổ chức chính quyền địa phương như vậy chính quyền địa phương sẽ gồm hội đồng nhân dân các cấp ủy ban nhân dân các cấp thí dụ chính quyền địa phương cấp xã thì gồm có ủy ban nhân dân cấp xã hội đồng nhân dân cấp xã đó cung cấp thêm thông tin để các bạn nắm câu hỏi này đó. rồi các bạn nắm là à, có bao nhiêu cấp hành chính trong chính quyền địa phương thì hỏi là chính quyền địa phương thôi thì à, theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì có ba cấp hành chính đó là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với chính quyền địa phương. Thế còn nếu mà tính từ trung ương đến địa phương, đó thì nó bốn cấp còn cấp trung ương nữa mà. đó thì các bạn để để ý câu hỏi là có bao nhiêu cấp hành chính trong chính quyền địa phương? đó thì nó có ba cấp thôi nhé. ba cấp hành chính thôi. đó là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Câu tiếp theo là có bao nhiêu đơn vị hành chính trong chính quyền địa phương? đó thì có bao nhiêu đơn vị hành chính ấy? thì căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương thì nó có à, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Thế cho nên trong luật tổ chức chính quyền địa phương đó hay ở đây là có bao nhiêu cấp hành chính theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy nó à, nó nó, nó tót nghĩa ngay lập tức Đó, theo luật. À, tổ chức chính quyền địa phương đó theo luật tổ chức chính quyền địa phương theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì đơn vị hành chính sẽ có bốn đơn vị hành chính thì chúng ta phải chọn phương án 4 vì sao nó bốn vì có đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đó, thì các bạn thấy có bốn à, như vậy cấp hành chính à, trong cái theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì cấp hành chính nó có ba thôi đó mà đơn vị hành chính thì nó lại là 4 đó các bạn phải để ý theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì các bạn nắm ở đây thầy đưa thêm vào cái theo luật tổ chức chính quyền địa phương cho nó toát nghĩa các bạn thấy à, riêng câu này các bạn phải ghi nhớ hai cái khái niệm này đó là cấp hành chính trong luật tổ chức chính quyền địa phương rồi đơn vị hành chính à, trong luật tổ chức chính quyền địa phương thì cấp hành chính trong luật tổ chức chính quyền địa phương có 3 cấp. Còn đơn vị hành chính theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì có đơn 4 đơn vị hành chính. Thì cung cấp thêm thông tin cho các bạn để ý cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. À, các bạn để ý. Thế thì cấp tỉnh là gồm những đơn vị nào? Cấp huyện gồm đơn vị nào? Cấp xã gồm đơn vị nào? Thì các bạn xem trong luật tổ chức chính quyền địa phương. Thí dụ như cấp tỉnh thì gồm có tỉnh là một thành phố trực thuộc trung ương là hai, còn cấp xã thì gồm có xã là một, phường là hai, thị 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 trấn là ba. Các bạn để ý cấp xã. Để còn cấp huyện nó có nhiều. À, ví dụ như cấp huyện thì các bạn thấy có huyện, này, quận này, thị xã này, thành phố thuộc tỉnh này, à, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương này, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cũng là cấp huyện thôi thí dụ như thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh là thành phố trực thuộc trung ương thành phố thủ đức cũng cũng là đơn vị cấp huyện đó giới thiệu thêm cho các bạn nắm được như vậy nữa à, câu tiếp theo là các tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị nước ta thì cái thứ nhất phương án a mặt trận tổ quốc việt nam phương án b là công đoàn việt nam à, hội nông dân việt nam hội cựu chiến binh việt nam phương án C, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Như vậy các bạn để ý ở đây, thiêu điều 9 hiến pháp năm 2013 thì các bạn chọn cả ba phương án Đó. Câu tiếp theo thì các bạn thấy là đâu không phải là tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị xã hội nước ta. Thì loại câu này hỏi là đâu không phải thì các bạn phải dùng phương pháp tìm ra ba cái phải trừ ba cái phải đi thì còn một cách không phải đó các các bạn để ý phương pháp làm ở đây là các bạn phải phương pháp làm loại câu này thì các bạn phải để ý là tìm ra ba cái phải đó. tìm ra ba à, phương án là phải đó ba phương án là phải đó để giáo viết tắt như thế này đó. rồi dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại suy ra phương án còn lại, à, cái phương pháp làm là như vậy à, sẽ là không phải. Đó. đây hỏi không phải mà thì các bạn phải chọn cách không phải. cái phương pháp làm loại câu này à, là à, là tìm ra ba cái phải thì các bạn soi này, A Công đoàn Việt Nam thì đúng rồi này, Hội nông dân Việt Nam đúng này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là đúng này, à, phương án B Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đúng này. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đúng này, phương án C, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là đúng này. Như vậy A, B, C là các phương án phải, tức là là tổ chức chính trị của hệ thống chính trị nước ta. Suy ra phương án còn lại, Hội người cao tuổi không phải là tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị nước ta. Đó, thì đây ngoài các tổ chức chính trị xã hội ra thì các bạn thấy còn các tổ chức à, các hội nghề nghiệp các hội đặc thù đó à, thì cái hội người cao tuổi này không phải là tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị xã hội nước ta vì sao nó không phải vì nó không có trong điều 9 hiến pháp đó vì sao nó sai vì à, nó không có trong điều 9 hiến pháp năm 2013 à, cung cấp thêm thông tin cho các bạn nắm làm loại câu hỏi này à, phương án ABC là các tổ chức chính trị xã hội có trong điều 9 hiến pháp năm 2013 đó, vì sao đúng vì nó có trong tài liệu vì sao sai nó không có trong tài liệu đó à, giới thiệu tiếp theo phương án câu tiếp theo đâu là tổ chức chính trị chính trị xã hội của hệ thống chính trị nước ta phương án a là công đoàn việt nam phương à, giá trị thứ nhất à, hội nông dân việt nam giá trị thứ hai thứ ba là hội cựu chiến binh việt nam như vậy phương án đúng ở đây là loại câu này à, là phương án đúng là phương án có tất cả các giá trị đều đúng Phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai. Thì các bạn cùng soi vào điều 9 của hiến pháp thì các bạn thấy phương án A có 3 giá trị thì cả ba giá trị đều đúng, đều đúng. Phương án B, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì có trong hiến pháp. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì có trong hiến pháp. Hội Người cao tuổi Việt Nam không có trong hiến pháp. Cho nên phương án B có một giá trị sai thì nó là phương án sai. Phương án C, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam nó không có trong điều chí pháp Hội nông dân Việt Nam có, Hội cựu chiến binh Việt Nam có. Như vậy phương án C có ít nhất một giá trị sai, Chuẩn bị loại trừ. Phương phương án à, A, B, C đó. Thì ở đây chúng ta để ý là à, phương án à, D, rồi phương án E, phải cho cho thêm một phương án nữa. Phương án D Hội cựu chiến binh Việt Nam này có này, Hội nạn nhân chất độc gia cam Việt Nam thì không có trong điều chín hiến pháp. Hội nông dân Việt Nam thì có. Như vậy phương án D cũng có một giá trị sai bị loại trừ. Phương án E, hội chất độc gia cam Việt Nam không có trong hiến pháp. Hội khuyến học Việt Nam không có. Hội nông dân Việt Nam có. Đấy các bạn cứ duyệt từng phương án. Cái loại câu hỏi mà có nhiều giá trị trong một phương án. Thì ở đây hỏi đâu là tổ chức chính trị của hệ thống chính trị nước ta. Đó, thì các bạn soi mỗi một phương án có nhiều giá trị thì tất cả các giá trị đều đúng nó mới là phương án đúng còn có ít nhất một giá trị sai nó là phương án sai à, câu hỏi tiếp theo đâu là tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị nước ta thì các bạn để ý là hội cựu chiến binh Việt Nam là đúng trong hiến pháp phương án B hội cựu thanh niên trung phong Việt Nam hội cựu thanh niên trung phong Việt Nam nó không có trong điều 9 hiến pháp cho nên nó đây không phải là tổ chức chính trị xã hội à, trong hệ thống chính trị nước ta phương án C C Hội khuyến học Việt Nam cũng không phải là tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị xã hội nước ta à, cả ba phương án bị loại trừ Đó, thì loại câu này các bạn duyệt từng phương án để các bạn chú ý rồi loại câu tiếp theo à, các bạn à, nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân B là nhà nước của nhân dân và vì nhân dân. Phương án C là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Phương án D là nhà nước à, đảng lãnh đạo à, nhà nước quản lý à, nhân dân làm chủ. Thì như vậy căn cứ vào tài liệu thì các bạn chọn à, phương án C là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Đây là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam. Đó thì đây là à, các bạn phải chú ý vì sao a là nhà nước của nhân dân do nhân dân thì chưa đầy đủ à, b là nhà nước của nhân dân là vì nhân dân chưa đầy đủ mà phương án c là đầy đủ nhất nó bao trùm cả a và b chứ còn phương án d là nhà nước à, đáng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ thì nó à, nó cũng chưa đúng với trong tài liệu đó à, chúng ta sang câu tiếp theo thì câu này các bạn có kiến thức rồi các bạn nhận biết được ngay Nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa Việt Nam do ai lãnh đạo? thì các bạn nhận ra được ngay cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Các loại câu nhận biết thì các bạn có kiến thức rồi các bạn hiểu được ngay. Các cơ quan nhà nước có được quyền lực từ sự ủy quyền của ai để thực hiện các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp? Các bạn phải chú ý chữ lập pháp này, hành pháp, tư pháp. thì đây là sự ủy quyền của nhân dân. để các bạn nhận biết là của nhân dân thì các tổ chức, cá nhân tổ chức, công an, quân đội à, thì các cái phương án à, không đúng à, thì các bạn nhận thức được ngay. Hay là à, sang cái câu tiếp theo, đâu là các quan hệ chính trị trong hệ thống chính trị nước ta? Thì đây là nói về, về, về quan hệ chính trị mà. Thì phương án B, đảng, đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ. Thì đây là loại câu hỏi nhận biết thì các bạn đã nghe à, tin tức và đã nói rất nhiều về cái này thì các bạn nhận ra được ngay đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đây là quan hệ chính trị trong hệ thống à, chính trị nước ta đó các bạn nhận nhận biết được ngay thôi đó à, thì như vậy là à, về mặt à, hình thức dân chủ của nhân dân thì các bạn cũng nhận biết được là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp thì à, các à, các bạn à, nắm được ngay hay là loại câu hỏi để nhận biết thì các bạn thấy là văn kiện đại hội đảng lần thứ bao nhiêu nêu rõ trong việc trong mọi công việc của đảng nhà nước phải luôn luôn quán triệt quan điểm dân là gốc thì đây chính là cái quan điểm thể hiện trong đại hội đảng lần thứ 13 ba thì loại câu hỏi này các bạn à, à, nắm được ngay thí dụ như loại câu hỏi các bạn cũng nhận biết là quan hệ giữa nhà nước với mặt trận tổ quốc là quan hệ gì thì các bạn để ý là quan hệ giữa nhà nước và mặt trận tổ quốc chính là quan hệ phối hợp còn phương án B cấp trên cấp dưới bị loại trừ lãnh đạo bị loại trừ chỉ đạo hướng dẫn bị loại trừ đó. sau đó các bạn sẽ nắm được là à, quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam với mặt trận tổ quốc là quan hệ gì thì các bạn à, đây là câu hỏi nhận biết thì các bạn nhận ra được ngay là quan hệ lãnh đạo vì đảng lãnh đạo mà và quan hệ hiệp thương dân chủ đó, thì các bạn để ý là à, các bạn nhận được ngay à, các loại câu với nhận biết thì các bạn nhận được được ngay thôi à, các thành viên của mặt trận tổ quốc phải tuân theo điều lệ của cơ quan nào à, đồng thời vẫn giữ vững tính độc lập của tổ chức mình thì các bạn để ý nhận ra được ngay đó là điều lệ của mặt trận tổ quốc. Đó, mặt trận tổ quốc việt nam à, các bạn cứ như vậy là các bạn đăng nhập phần mềm của à, của, của thầy để các bạn lấy cái file này các bạn học thì đây là cái tình huống đặt ra Thí dụ tình huống đặt ra là Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai Thì các bạn để ý là nhận ra ngay Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Đó à, Thì chúng ta để ý là Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về, thuộc về ai Đó à, Thuộc về nhân dân Hay thuộc về đảng Hay là thuộc về uh, quốc hội Hay là thuộc về uh, chính phủ Đó Thì các bạn để ý hay thuộc về chính phủ Đó thì ở đây thì các bạn nhận ra được ngay tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân à, à, phương án B thuộc về đảng phương án à, C à, thuộc về quốc hội phương án D thuộc về chính phủ đó thì đây thầy cho thêm một cái giá trị nữa là giải quyết nhà đó à, thuộc về nhà nước đó thì chúng ta để ý là thuộc về nhân dân đó. chúng ta cứ à, câu hỏi là À, để các bạn thấy là các bạn nhận biết để các bạn tìm ra được cái giá trị đúng ngay. Đó. Đó, các bạn thấy không? Ví dụ về nguyên tắc này, tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về ai? Phương án A thuộc về nhân dân, phương án B thuộc về Đảng, phương án C thuộc về quốc hội, nhà nước. Phương án D thuộc về Đảng, thuộc về quốc hội, thuộc về nhà nước, thuộc về chính phủ. Đó, các bạn thấy này. À, các bạn phải để ý ở đây. Là có nhiều cái câu các bạn nắm chắc rồi Thì các bạn nhận diện được ngay cái con dễ lầm tưởng bởi phương án D Đảng Quốc hội Nhà nước Chính phủ Mà ở đây à, Nguyên tắc của nó là Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Các bạn ghi nhớ cái điều đó à, Như vậy là các bạn sẽ đọc được à, à, Hệ thống câu hỏi trên phần mềm của thầy Các bạn tải cái file này thôi à, Thầy giải thích thêm về các câu hỏi về nghị quyết đó là các bạn phải học một số cái quan điểm và mục tiêu tổng quát của nghị quyết 18, nghị quyết trung ương ban ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2017 của ban chấp hành trung ương khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thì trong nghị quyết này có rất nhiều thông tin nhưng mà trong đề cương các bạn chỉ yêu cầu học mục tiêu tổng quát và quan điểm thôi chỉ học có hai phần thôi đó là giới hạn trong phần mềm các bạn có thể học nhiều câu hỏi trắc nghiệm về nghị quyết 18 của nghị quyết trung ương ngày 25 tháng 10 năm bảy của ban chấp hành trung ương khóa 12 à, tiêu đề ở đây là một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu, hiệu quả thì các bạn tham khảo thêm câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu này có trên phần mềm nhưng mà trong đề cương của các bạn chỉ yêu cầu học mục tiêu tổng quát và quan điểm thôi đó thì ví dụ như là à, các bạn thấy này à, làm thế nào để nhận diện ra được cái giá cái cái giá trị trong một kép thí dụ loại công này theo nghị quyết 18 tám à, giá trị trong một kép đây thí à, dụ như là à, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách hành chính tiền lương thì cái nội dung này là quan điểm hay là mục tiêu cụ thể hay là mục tiêu tổng quát hay là nhiệm vụ giải pháp thì căn cứ vào tài liệu thì các bạn mở cái 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 cái, cái file này lên à, các bạn mở cái file à, cái, cái 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 file à, lên các bạn sẽ thấy à, trong cái chuyên đề một đấy thì các bạn tìm thấy là trong cái 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 chuyên đề một đó trên đề mục hai mục nhỏ này thì các bạn nhận thì thấy mục tiêu chỉ giới hạn các bạn học có mục tiêu tổng quát này và mục tiêu cụ và quan điểm thôi thì ở đây à, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm chi thường xuyên và có phần cải cách tiền lương thì đây là nội dung à, nằm trong mục tiêu tổng quát à, các bạn tìm cái cụm từ đặc trưng để các bạn nhận diện ra. À, thì trách nhiệm nó phơi bày hết lên màn hình rồi. Thì các bạn không phải học thuộc đâu nhé. Các bạn nhận diện ra. Như vậy mục tiêu tổng quát ở đây nó nói lên cả, à, rất rõ là ba ý bốn ý này đó. thì nó nói lên từng ý một ở đây. thì các bạn nhận diện ra. thì các bạn nhận diện được ngay cái giá trị trong một kép này chính là mục tiêu tổng quát của nghị quyết 18 Đó cái phương pháp học nghị quyết là như vậy à, chứ các bạn làm sao học thuộc được các bạn nhận diện ra các bạn đọc này à, phương pháp học là như vậy các bạn nhận diện ra à, nó là thuộc mục tiêu tổng quát đó thì như vậy ở đây chính là cái mục tiêu tổng quát đó đây chính là cái mục tiêu tổng quát đó cái phương pháp làm là như vậy hay là à, cái giá trị trong học kép này Ê, thầy giáo gi giới thiệu tiếp cho các bạn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, à, tinh giản biên chế thì cái nội dung này các bạn nhận diện ra nó là mục tiêu tổng quát hay là mục tiêu cụ thể hay là quan điểm hay là nhiệm vụ giải pháp thì căn cứ vào tài liệu để các bạn à, mở cái 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 file này lên à, các bạn mở mở cái file này các bạn đọc à, cái mục quan điểm đó thì trong cái mục quan điểm này có rất nhiều ý Để các bạn tìm ra cái cụm từ À, để các bạn nhận diện, thí dụ như đây là à, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên à, về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thì đây là cái nội dung này nó chính là quan điểm à, của nghị quyết đó. Thì đây chính là nội dung của à, nó chính là nội dung của quan điểm đó. Thì các bạn để ý đây chính là nội dung à, của quan điểm trong cái nghị quyết 18 tám. Cho nên phương án A mục tiêu tổng quát bị loại trừ, phương án B mục tiêu cụ thể bị loại trừ, phương án C quan điểm, phương án D nhiệm vụ giải pháp bị loại trừ. Phương pháp làm loại câu này là các bạn tìm những cái cụm từ đặc trưng để nhận diện ra phương án trả lời. Đó. Các, các 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 bạn để ý Thế còn cái cái, cái giả thiết ở đây thầy đưa ra theo nghị quyết 18 để cho nó rõ thôi. Chứ còn trong cái đó, trong cái cái nghị quyết 18 này À, giới hạn chương trình của các bạn chỉ là loại câu uh, về quan điểm với lại mục tiêu tổng quát thôi và uh, các quan điểm chỉ đạo về văn kiện đại hội đảng 13 thì các bạn đọc các bạn nhận diện ra cái phương uh, phương án tìm cái cụm từ đặc trưng để các bạn nhận diện là cái phương pháp học là như vậy này như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm uh, đối với các bạn ôn tập dự tuyển công chức cấp xã năm 2014 của thành phố Lào Cai. Cái file câu hỏi này thầy giáo đưa lên phần mềm, các bạn đăng ký để học trên phần mềm của thầy. Sau khi các bạn có thể học thêm các tài liệu khác, thí dụ như các bạn học thêm về luật tổ chức chính quyền địa phương, một số điều chẳng hạn, hay các bạn học thêm luật cán bộ công chức, một số điều, thì rất là tốt ngoài cái tài liệu này ra. giới thiệu với các bạn này như vậy để các bạn nắm. À, chúc các bạn thành công à, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên youtube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được video bài giảng mới và có video bài giảng các bạn nhận được sớm nhất rồi các bạn à, xem video bài giảng theo từng mục à, chúc các bạn thành công à, các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình